người mới làm nồi nha, phục vụ nồi nha, làm nhẹ nhàng nha, đầu nhẹ nhàng nha, không còn bị là tiếng rung đầu tiếng xào nồi nha. Đây, chào anh em AB160 nha, giới thiệu với anh em cấu hình cái nồi Thái chống tình trạng là tuột nồi và bị giọng nồi nha. Thì cái xe này thì chạy như mới được có khoảng là 15.000 cây ha, nhưng mà bị tình trạng là giọng nồi với lại tuột nồi rồi. Thì sẵn đây cho anh em coi cái nồi luôn. Thì cái nồi chủ xe bị cháy tím chuông nha, thì chủ xe biết luôn rồi, chủ xe muốn thay cái chuông mới luôn nè, tím chuông mà cháy tím nè đó ha. Rồi bố chủ xe thì nó ăn không đều nha, cái này là bị mòn chai nè, chai này ha. Rồi bộ bi của chủ xe thì anh em thấy là mòn ngấn hết ngấn rồi nha, đó chưa gì mà đã mòn ngấn hết rồi, không có đúng, không có tròn nữa nha, đó mòn ngấn hết rồi nha. Rồi kẹp trượt thì bị mòn há miệng nè, đó cái phần nhôm nồi thì anh em thấy nó đã bị xuống rồi nha, nó gợn nè, gợn nồi và là mòn có ngấn nha, đó không còn phẳng nữa. Rồi cho anh em coi cái hình cái nồi mới mình sẽ đi chủ xe, gồm có là full bộ hình bộ nồi Vinh Thái nha, gồm có chuông nồi nè, mới chăm chăm nha, bao đẹp cho nha, không bị sọc huyết nha. Đó rồi về phần bố sẽ đi là bố là Vinh Thái chủ xe 1, 2, 3 full mới luôn, không có đi là dán bố nha, full mới luôn. Rồi cặp nhôm nồi sẽ đi Vinh Thái chủ xe, hai nhôm nồi mới chăm chăm, bao đẹp cho nha, chẳng đẹp như một chìm của anh em luôn đó. Đi áp mới chủ xe nha, áp mới nè, đó đẹp trượt đi mới chủ xe. Và đi phần cái bộ bi là bi Bando Nhật nha, Bando Nhật chủ xe, Bando Nhật chủ xe đó. Rồi anh em mà muốn bảo dưỡng cấu hình nồi chiếc AB thì ghé bên Độ Xe Việt Nam nha, và mình sẽ tiến hành là kiểm tra làm cho anh em một bộ nồi ưng ý ha, chống rung đầu, chống xào nồi và chống bị keo ha. Rồi chào anh em AB nha. Rồi chào anh em AB160 nha, giới thiệu cho anh em cấu hình cái bộ nồi ha, thì đã lắp xong xuôi rồi. Thì anh em thấy là phần cái chuông nồi nè, cái nồi cũ chủ xe bị cháy thì bỏ hết nha, mình sẽ lắp full bộ mới. Thì sư phụ đã lắp xong xuôi hết rồi, thì giờ tiến hành ốp lóc nồi, mình sẽ test cho anh em luôn nha. Đó cấu hình này mình bao cho anh em là không có bị là giọng nồi êm ru nha, và chạy nhẹ chủ xe luôn. Bắt xong nồi bắt lọc gió nha, lọc gió nữa là sẽ xong xuôi. Thì cái cấu hình này thì mình đi full cái nồi trước nồi sau Vinh Thái chủ xe nha. Đó bỏ tất cả những phần cũ chủ xe ra, tại cái chuông nồi bị cháy hết rồi. Đó chuông nồi cháy nè, dùng nồi mòn nha, thì cái này bỏ, mình đi phun cái nồi Vinh Thái mới luôn, chạy bao êm bao nhẹ chủ xe đó, không có bị là giọng nồi nữa nha anh em. Anh em mà bị tình trạng giọng nồi rung đầu rồi cháy nồi này kia thì ghé bên Độ Xe Việt Nam nha, và mình sẽ tiến hành là kiểm tra làm cho anh em phun một nồi ha, bao êm cho anh em nha. Rồi chút nữa lắp ráp xong xuôi mình sẽ tiến hành là cho anh em nghe cận nồi luôn, với lại là chạy thử cho anh em ha. Đó phun bộ nồi chiếc AB160 làm êm ru nhẹ nhàng. Chạy thử chiếc AB160 mới làm nồi nha, phun bộ nồi nha, làm nhẹ nhàng nha, đó nhẹ nhàng, không còn bị là tiếng rung đầu tiếng xào nồi nha. Anh em AB mà muốn bị tình trạng là rung đầu xào nồi giọng nồi ghé bên Độ Xe Việt Nam nha, và mình sẽ làm cho anh em ha. Xe giờ chạy vừa giòn mà vừa nhẹ nhàng nha, không còn bị tiếng giọng nồi nha anh em. Ok nha, giờ đây rất là giòn nha, xe em luôn nhẹ nhàng nha ha. Anh em có nhu cầu thì cứ ghé bên Độ Xe nha, mình sẽ tiến hành cho anh em kiểm tra nồi luôn. Rồi, nồi em rất luôn êm nha, em ru nhẹ nhàng à. Đó, quá êm nha ha, bao giặt luôn đó, bao em. Ok cho anh em, chạy rất là nhẹ nha. Rồi cảm ơn anh em, em có nhu cầu muốn làm nồi êm ru nhẹ thì ghé bên Độ Xe Việt Nam ha.